Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Vinh Radio. Hôm nay mà các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Tà Chi Quân Chủ của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ tập 12. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 66 Dây Diệt Bắc Thành Bang Đường Lão Gia Tử âm trầm nghiêm mặt, đứng trên bậc cửa, ánh mắt chớp động, mơ hồ có một tia khát vọng và phải thật giấc giả lắm mới tìm ra được một chút manh mối mà cũng chẳng biết đó có tính là manh mối không nữa đường lão gia tử đã gấp không kịp đợi nữa rồi ban ngày đã gây ra đồng tỉnh quá lớn nhưng mà hiện giờ đường lão gia tử tính toán không tiếp tục chờ nữa mà màn đêm vừa buông xuống tất cả cao thủ của đường gia đã tập kết 246 người hai vị cao thủ địa quyền trung giai bốn vị ngọc phẩm quyền giả 12 vị kim phẩm 36 ngân phẩm quyền giả mấy người còn lại cũng đều là cao thủ cửu phẩm quyền khí đỉnh phong vì vậy, lần hành động này, lão gia tử đường dạng lý đã mang tất cả cao thủ đường gia trong ngoài kinh thành tập trung lên nơi này. Thời gian ngắn ngủi, không đến một buổi chiều, đường lão gia tử có thể triệu tập lực lượng mạnh nhất trong khả năng của lão, và đó cũng là toàn bộ gốc rễ của đường gia. Lần hành động này nhất định không được thất bại. Hành động hôm nay có mục tiêu là bắt thành bang. Đường dạng lý âm trầm nhìn chung quanh một vòng Chú ý, người trong Bắc Thành Bang thì không thể để cho tên nào chạy thoát, đặc biệt là đường chủ Bắc Thành Bang cùng với các nhân vật cao cấp, không được giết hại, cũng không để sót, tất cả phải bắt sống. Nghe rõ cả chưa? Nghe rõ. Mọi người cùng nhau trả lời, tuy rằng không biết gì nguyên nhân gì mà đối phó với Bắc Thành Bang, và cũng chẳng hiểu sao lại phải mang lực lượng lớn thế này đối phó với một cái bang phái rắm chó nhỏ bé như là Bắc Thành Bang. Điều này có vẻ có chút khoa trương, nhưng khi trông thấy sắc mặt âm trầm của đường Vạn lý, bất kể một ai cũng không dám nói nhiều. Lần này, hành động do đích thần lão phu chỉ huy, nếu có bất kỳ tên thủ hạ nào ở Bắc Thành Bang chạy thoát, thì các người hãy tự sách đầu tới gặp ta đi. Đường lão gia tử hạ mệnh lệnh xuống, chậm rãi, quét nhìn một vòng thấy thân sắc của mọi người ban đầu thờ ơ khi nghe tấn công vào Bắc Thành Bang, nay lại cẩn thận như là gặp đại địch, đường lão gia tử dùng tay lên. Xuất phát! 246 người mặc HI y, vô thanh vô tức, hướng ra ngoài cửa đi tới. Áo choàng màu đen của đường gia tử, phất phất trong gió, sải bước đi xuống bậc cửa. Tuy lão đã già, nhưng mà vẫn quắc thước. Nhìn kỹ lại, thấy mỗi một bước đi đều bộc lộ sự trầm ổn, cho thấy là hành động buổi tối hôm nay là quyết tâm chưa từng có từ trước đến nay. Chậm đã, cháu, cháu cũng đi. Theo tiếng, trong nội diện lao ra một bóng người bị bao bọc bởi một miếng vải đen chuyên để bọc thịt heo đó chính là đường nguyên nhìn dáng của hắn căn bản không thích hợp cho việc đi đêm cho nên người này căn bản không quy phục dạ hành lại khăn khăn muốn đi chung để góp vui với thân hình quá cỡ kia cuối cùng hắn mới kiếm được một miếng vải đen để đi theo quay trở về nhìn đống thịt đang lăn tới đường lão gia tử tức giận bay lên đá một cước một tiếng hét thảm, đường nguyên hơn 400 cân thân thể tròn do bay vào phía cửa phòng như một quả gôn bị đánh, làm cho cánh cửa phòng bị đụng vào sập đến nửa bên, rồi soạt một tiếng, miếng dại kiên cố bị xé rách mở rộng ra, lộ ra cái mông trắng bóng cùng với cái đùi, cả người nằm sắp xuống, tay chân vẫn cử động, hơi xoay người lại, quơ lên không trung vài cái, thấy không có chỗ bám, liền lăn trên mặt đất hai vòng, bám vào cửa mới đứng lên được mặt mài, xám tro nhìn hướng ra ngoài cửa một mảnh tối om một bóng người cũng không còn thấy trong đêm đen mịt mờ một tòa trạch diện lớn nơi này chính là tổng đà bắc thành bang đường lão gia tử râu trắng tung bay trầm lặng bình tĩnh bố trí nhân thủ với một trăm vị quyền giả tu sĩ cao cấp dây chặt cả tòa đại trạch diện mỗi người bình tức tĩnh khí không dám phát ra thanh âm nào mà lẳng lặng chờ đợi đường lão gia tử hạ lệnh Mặt khác, hơn 100 người khác, đường Lão Gia Tử đã chia bọn họ làm 4 tổ, phân biệt canh ở bốn cửa của Bắc Thành Bang, cùng với các địa phương lệ thuộc vào Bắc Thành Bang như là đổ trường Sông Bạc, thậm chí mỗi một nhà trong Bắc Thành Bang cũng bị dây lấy. Đường Lão Gia Tử đơn giản, chỉ muốn một khi đã hành động thì tất cả từ trong ra ngoài phải lưu lại, một lưới phải bắt hết. Thời khắc cuối cùng mới thu thập tổng đà của Bắc Thành Bang này. Hiện tại, hơn 100 vị quyền giả cao cấp đang tập trung tại Đại Trạch Diện. Người bên trong đã là cá trong chậu, tuyệt đối không có hy vọng đào thoát. Xuất một trảo, nhất định là phải bắt trúng thôi. Ngoài ra, còn có thể dùng phương thức độn dao để mà giết người, do xét một chút thái độ bắt thành bang. Nếu như bắt thành bang án binh bất động, mặc cho xử trí, thì diệt trộm ở đường phủ cùng bắt thành bang không quan hệ, nhiều lắm cũng chỉ là sự tình dụng dặt nhưng mà nếu bọn chúng liều chết đấu tranh cá chết lưới rách thì như vậy đường lão gia tử biết mình đã bắt được con cá lớn cho tới bây giờ đường lão gia tử đối với tin tình, tình báo đường nguyên cung cấp vẫn duy trì tính hoài nghi như ban đầu thậm chí có thái độ phi thường hoài nghi quân đại thiếu gia quân mặc tà phát hiện ra manh mối còn đường thiếu gia về báo tin điều này điều này nói như thế nào đi nữa độ tin cậy thật sự quá thấp nói ra ai tin đây? Ai? Cũng chỉ trách lão phu hộ đồ, chẳng chịu suy nghĩ, cứ nhắm mắt làm bừa. Mà thôi, coi như là vì dân trừ hại đi. Chỉ có điều nếu sau này mà biết hai đại thiếu gia hợp lại để lừa mình, đơn thuần vì lời nói báo thù riêng, cho dù là quân chiến thiên ngăn cản che chở, lão cũng nhất định sẽ bắt quân mặt tà cùng với đường nguyên rồi đánh cho một trận. Đánh quân mặt tà thành mập mạp, đánh Đường Nguyên thành người gầy làm cho hai tên trao đổi thân hình cho nhau <laughs> vậy cho biết tai Đường Lão gia tử sắc mặt âm trầm bất định ngầm nghiến răng nghiến lợi nhìn vào cái ngõ hẻm số lượng tù binh bị trói như chiếc bánh đang tăng dần lên trong lòng của Đường Lão gia tử thở dài một hơi thậm chí hiện giờ lão đã muốn phi ngay về nhà chuẩn bị giáo quấn hai vị đại thiếu gia này lá gàng của hai tên này quá là không nhỏ mà từ khi mà dây chặt cửa đại trạch diện này tất cả từ trong ra ngoài toàn bộ số người đều đã bị bắt rồi lập tức phong bế tin tức trói tay chân chặn miệng ngay tại nơi này mà số người cũng không ít thì lẽ ra bên trong phải có phản ứng chứ nhưng mà cho tới bây giờ bọn chúng lại không có một chút động tĩnh gì khác thường lâu như vậy xem ra bắt thành bang không phải là người trộm quyền đang rồi mà cũng đúng chỉ bằng bắt thành bang thì làm gì có suy nghĩ đó dám can đảm đi vuốt râu của đường gia ta sao? Bóng người từ bốn phương tám hướng ở phía xa xa đang trở về, đó là những cao thủ đường gia, và khi trở về, bọn họ còn mang theo vài người bị trói. Bên ngoài Bắc Thành Bang, công cuộc càng quét đã kết thúc. Trong lòng đường lão gia tử thất vọng, nét mặt già nua run rẩy trong lòng mắng to. Đường Nguyên, quân mạc tà, Lão phu sẽ không tha cho hai người các ngươi đâu, cái đồ Dương Bác Đảng, không ngờ dám hợp lại lừa lão phu, lão phu nhất định phải nhất định phải như thế nào. Đường lão gia tử còn chưa nghĩ xong, bởi đúng lúc đó, trên nóc tường của Bắc Thành Bang đột nhiên có một tiếng hô to, sau đó hiện ra vô số đầu người, một đám người Dương cung lấp tên và một trận mưa tên quanh một tiếng bắn tới phía Mai Phục các cao thủ Đường gia đồng thời bên trong truyền tới một tiếng hồ, cửa lớn, cửa sau, hai bên, đầu tường, nơi nơi đều có bóng người giọt qua như bắn pháo hoa, tỏa ra bốn phía chạy trốn. Giảm không tuyên mà chiến hả? Ngay cả thái độ đàm phán cùng với đường lão gia tử cũng bất nhã, hơn nữa một đám thi nhau chạy trốn, người người tranh nhau chạy, trong lòng thì hận cha mẹ, sao chỉ sinh mình có hai chân chứ? Điều này là sao đấy? Ta kháo, phản ứng kịch liệt như vậy Điều này khác gì là tạo phản chứ? Đường lão gia tử trừng mắt gần như là rớt cả ra ngoài. Mọi chuyện biến quá đột ngột làm cho đầu của lão gia tử loạn hết cả lên. Phải sau một lúc lâu, lão mê hùng hằng, dỗ đùi ba tiếng, đau đến tận tâm gan nhưng mà trong lòng lại có một trận hưng phấn. Hấp dẫn, mấy tiếng kêu đào đớn vang lên, cao thủ đường gia mai phục mỗi người thân thủ thủy chung, phân biệt cao thấp, huống chi tình huống chuyển biến đột ngột, nhảy mắt, làm cho mấy người trúng tiễn, bị thương không nhẹ. Còn có mấy người khác đều lao về phía quân Bắc Thành Bang, âm thanh đào kiếm, đánh nhau len keng lách cách dàn lên, chặt chẽ cực kỳ. Hai bên nhân mã, nhảy mắt đã chiến thành một đống hỗn độn, tím, đen, ngân quang, kim mang đồng thời ảnh lên. Toàn bộ khu vực này đã lập tức sáng lạng vô cùng từ lúc bắt thành bang bắn tên cho đến lúc hai bên lao tới đánh nhau thành một đoàn nói ra thì dài dòng kỳ thật phát sinh trong khoảng thời gian cực ngắn gần như là cùng một lúc chương 67 chó ngáp phải rùi đường lão gia tử ánh mắt kinh hỉ trợn to nguyên bản sắc mặt đang âm trầm đột nhiên không hiểu là hưng phấn dị thường hai tay bỗng kích động tới mức có chút run rẩy tinh quang lấp lánh trong ánh mắt lóng lên như trúc được gánh nặng. Đường lão gia tử đã trầm ổn cả nửa đời, hôm nay cuối cùng cũng run rẩy nhếch mép dẫn râu. Đúng là, quá ra có liên quan, thậm chí có khả năng là chủ mưu. Còn mẹ nó, không nghĩ là tiểu tử đường nguyên lần này tự nhiên lại lập công lớn, ai nói mèo mù không thể đụng vào chuột chết. Về tới nhà, lão phu nhất định phải hảo hảo thưởng thoảng thật tốt mới được. Vừa nghĩ như vậy, lão gia tức thì sắc mặt hiện lên vẻ xấu hổ làm như trộm ánh mắt nhìn trái nhìn phải xem xét vừa nãy mình chửi mẹ của đường nguyên ờ à, mà không thể mắng như vậy được đây là con dâu của mình mà Bạc thành bang nếu phản ứng như thế tất là có quan hệ với việc đường gia bị mất trộm nếu không mà nói bạc thành bang dám đối đầu với hầu gia của đế quốc gia tộc hộ bộ thượng thư dám bắn tên vào cả nhất đẳng gia tộc của thiên hương quốc cái đám này hẳn là đã ăn gan báo, uống mật gấu rồi, mèo mà dám vút râu hầm, điển hình là muốn diệt tộc đi mà. Mắt thấy bên trong hát thành bang bị xới tung lên, từng người bị trói gô cổ ném ra ngoài. Đường lão gia tử hò khan vài tiếng, khoanh tay mà đứng, mắt ưng quát sắc, sắc mặt như trầm thủy, chồm râu phiêu phất, đứng yên bất động. Theo đạo, di dân mà trừ hại ra vẻ đạo mạo nghiêm trang. Một tiếng động vang lên, một người trong bắc thành bang bị đánh bay lên chưa kịp rơi xuống đã có một sợi dây thừng chờ sẵn rất nhanh chỉ quay dài dòng cái người vừa rơi xuống đất đã biến thành cái bánh tày lớn lại phanh một tiếng nữa mặt của hắn trúng một quyền miệng đầy răng đã rơi xuống còn chưa kịp hét lên kêu thảm thiết đã bị người ta nhét vào miệng một miếng dải ngay sau đó người bị ném lên giống như cưỡi mây dược gió toàn bộ quá trình thuần thục như tự nhiên nước chảy mây trôi, rồi khi hạ xuống đánh bịch một cái mới phát hiện ra xung quanh toàn là người quen. Đường Gia, hơn 240 vị cao thủ từ ngoài vào trong, chậm rãi tiến hành, cẩn thận từng tí, quyết không bỏ sót. Ban chủ Bắc Thành Bang, Tần Hổ, đang bị ba vị kim phẩm quyền giả dây công, tả sung hữu đột, không thoát ra được, thần tình tuyệt vọng. Ở cách đó không xa, còn có một vị địa quyền cường giả hai tay chấp đằng sao, nhàn nhạt nhìn hắn đồng thời chặn ở phía sau thậm chí ngay cả cơ hội tự sát cũng không có nếu không phải có lệnh bắt sống chỉ là sợ hắn đã sớm xuống hoàn tuyền rồi tần đại ban chủ sắp phát điên bốn phía dần dần được thanh lý sạch sẽ từng người cao thủ của đường gia tập trung hết ở đây còn có một nhóm người nhanh chóng nhào vào trong đại trạch diện triển khai lục soát cơ hồ dỡ từng mái ngói viên gạch ra bất kể chỗ nào cũng không bỏ qua thậm chí có chỗ này không thể tồn tại một mật đạo cũng được đào lên ba thước xem xét mặt đất không bao lâu sau trong một trận vui mừng tim nước rối đường lão gia tử thần sắc vui vẻ đi về phía trước chỉ thấy cao thủ đường phủ mỗi người mang theo một người đi ra đó là đứa con của tần hổ tần tiểu bảo cùng với một vài nữ tử trang điểm xinh đẹp Tần Hổ đưa bọn họ trốn trong mật thất, dũng định cái đám người của mình lao ra ngoài, không may mắn mà giữ được tính mạng thì cũng mong bảo trụ được đứa con. Nhưng mà không nghĩ tới người của Đường Gia xét nhà lại lành nghề đến như vậy, mật thất sâu hơn một trường lại bí mật như thế mà vẫn bị tìm ra. Thấy đứa con bị bắt, Tần Hổ mất hết can đảm, hoàn toàn mất đi dũng khí chống cự. Nếu không phải sợ hắn bỏ mạng trong lúc ấu đả thì đã sớm bắt giữ rồi giờ phút này khi mỹ chí chiến đấu hoàn toàn biến mất ra tài không chuẩn xác ba vị kim phẩm cao thủ đồng thời tiến lên ba ba hai tiếng tần hổ như một cọng búng ngã xuống mọi giác quan trên thân thể đều vận hành bình thường chỉ có điều quyền khống chế thân thể đã mất hay nói cách khác là quyền nắm giữ sinh tử của hắn cũng đã không thuộc về mình nữa đại hoạch toàn thắng Đường lão gia tử chậm rãi đi về phía trước mặt của tầng hổ, cúi đầu nhìn vẻ mặt quệ hoại của hắn, Phật tài lên, bốn phía mọi người thức thời lui sang một bên. Tại đây để lộ ra một khoảng trống trong không gian. Vật kia để ở nơi nào chứ? Đường lão gia tử trầm thấp âm thanh xuống, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt của tầng hổ, vừa nói hỏi thẳng luôn, quyết không để cho tầng hổ có cơ hội ngụy biện. Những lời này dễ dàng tạo cho tần hổ một loại cảm giác chính là ta đã biết hết rồi đấy quyền đang là do ngươi lấy ta tuyệt đối có căn cứ chính xác bây giờ chỉ xem nhà ngươi có hợp tác hay không thôi chỉ cần là tần hổ tham gia vụ việc này đột nhiên nghe người ta hỏi một câu mà thân mình đang bị bắt bây giờ có thể nói là niềm tin bị sụp đổ mất chính thành quả nhiên tần hổ cứng họng trong ánh mắt hoàn toàn lộ ra vẻ tuyệt vọng đang chăm chú nhìn vào hắn mỗi chi tiết nhỏ nhất. Trong lòng của đường lão gia tử mừng như điên, tâm tình căng thẳng lâu như vậy, nhất thời buông lỏng xuống. Quả nhiên là có tham gia. Đường Nguyên ơi đường Nguyên, cái thằng cháu này cuối cùng cũng làm được một vụ việc có tích sự, hơn nữa là việc lớn, có tiền đồ. À mà khoan, chuyện này có vẻ là cái tên ăn chơi trát tán quân gia quân mặt tà nhắc nhở, đường lão gia tử trong lòng nhất thời cảm khái xuống. Xem ra mấy kẻ ăn chơi tụ tập thật ra cũng không hoàn toàn là xấu. Tối thiểu thời điểm quan trọng cũng cho thấy được chỗ hữu dụng. Tính như lão phu nằm đó, mỗi người cũng không nói ta là kẻ phá gia chi tử. Hiện tại cũng không như vậy. Phát giác chính mình đang nghĩ dẫn dơ, đường lão gia tử tức thì định thần lại trong lòng âm thầm quyết định. Bất luận là có lấy được quyền đang về hay không, ít nhất thì đường gia lần này thiếu quân mạc tà một nhân tình rất lớn xem ra sau này phải thân cận du quân gia nhiều hơn mới được ta ta nào có biết quyền đang cái gì đâu chứ đường lão đại người sao lại đối xử với chúng ta như vậy ta tà... tần hổ hoảng loạn hồi đáp nhãn thần lấp lóe trong lòng vẫn chống chế hy vọng là tìm được may mắn tiểu tử người đúng là nói khoác mà không biết ngượng mồm lão tử có nói là đồ chơi kia là quyền đang hả không biết cũng không sao lập tức Ta sẽ làm cho ngươi biết. Đường Lão Gia Tử cười trông thật là hiền lành, vẫy tay một cái, liền có một cao thủ đường phủ dẫn ra tầng tiểu bảo đã mềm nhũng, ném xuống đất, xoay người, đi về chỗ cũ. Tầng hổ, nghe nói đây là con độc nhất của ngươi, mặc kệ bắt thành bang như thế nào, nhưng mà chỉ cần ngươi nói ra những điều mà ngươi biết, thì ta đảm bảo con ngươi không có việc gì, và ta cũng sẽ che chở, bảo tồn hương khói cho tầng gia của các ngươi, không bị thương tổn đường dạng lý, lão gia tử cười ha hả, thái độ phi thường hòa quảng dễ gần. Tất nhiên, nếu ngươi dù thế nào không chịu nói ra, thì ta tin tưởng rằng rất nhanh thôi, ngươi sẽ có thể được chứng kiến con người gặp cái điều gì. Nói như vậy thôi, chứ tất cả mọi người đều không mong xảy ra chuyện này. Ngươi hiểu ý ta chứ? Cha, cứu con! Tần Tiểu Bảo, thê thảm gào to, đối với tên nhị thế tổ điển hình này, năm nay Thật sự là năm tai nạn khoắn, thật không dễ dàng gì. Trên đường thấy được mỹ nữ, thật là xui xẻo. Vừa mới ba qua có được vài câu, đã bị một trảo đánh tan đan điền, phế đi quyền khí. Rồi lại thật vất giả mới khôi phục như trước, nhưng mà trước tửu lầu còn bị một đoàn người té nước vào mặt. Vừa mới mắng hai câu, đã bị cho một gậy, còn bị đánh gãy chân nữa chứ. Vừa mới khóc cha gọi mẹ về nhà dưỡng thương, rồi lại xảy ra sự tình này đã gãy chân lại còn bị người ta xách ra ngoài sau đó ngã trên mặt đất vừa đau vừa sợ vừa quản khiến cho tần tiểu bảo thống khổ kêu to đường lão gia tử chậm rãi vươn tay bàn tay khô cứng nhẹ nhàng vuốt ve trên cổ của tần tiểu bảo tựa như đang trấn an một con chó nhỏ vậy như vậy cũng tuyệt đối không có ai nghi ngờ nếu như tần hổ trả lời cho đường lão gia tử không hài lòng một câu nào bàn tay khô cứng nhăn nheo này tuyệt đối sẽ biến thành lệnh bài truy hồn của Diêm Dương. Tần Hổ suy sụp thở dài một hơi, cúi thấp đầu xuống nói: người thắng. Đường Lão gia tử đắc ý cười nói: Tần Hổ quả nhiên ngươi là người đứng đầu một bàn, biết xem xét thời thế rất tốt. Lời lẽ chăm chọc truyền vào trong tai làm cho khuôn mặt của Tần Hổ đỏ lên. Đây là sỉ nhục cực độ làm cho sắc mặt của hắn khó coi vô cùng, ngập ngừng vài cái mới khó khăn nói. Nghĩ đến hẳn là lão gia hầu cũng biết Việc này tần mổ cũng bị người sau lưng sai khiến Nếu không cho tần mổ có ăn gan trời Làm sao mà dám vào đường phủ để mà trộm đồ được Đây không phải là tìm đường chết sao Cho dù tâm cũng không có bổn sự Bất quá cảnh gươm đau kề cổ Chúng ta quả là không có biện pháp mà Được, nói tiếp Đường lão gia tử ánh mắt chớp động Chương 68 Tiếng trống rung trời giữa đêm khuya Đường Lão Gia Tử là một người có nhiều kinh nghiệm cho nên cũng biết rõ Tần Hổ bắt thành bang không có khả năng trước mặt mình dương hoài lại càng không thể nói dối được. Tần Hổ thấy Lão Gia Tử tin lời của hắn cho nên cũng yên tâm giải phận. Cho dù là mình không thể thoát khỏi nhưng mà con mình có cơ hội sống sót cho nên dội dạc nói tiếp. Người sai khiến ta, lúc đó ta không biết được lai lịch của bọn họ. Người kia có ánh mắt thông thiên, ngay cả những bố trí trong nhà của hầu gia địa điểm giấu báo vật, thậm chí thời gian ra tay cũng là thời điểm tốt nhất. Ta đoán rằng hắn là người ở trong kinh thành này. Tần hổ nói đến đây đột nhiên trợn mắt, ánh mắt tràn ngập sự sợ hãi vô cùng. Lão hầu gia cứu mạng. Nhưng vào lúc này đột nhiên gian lên một tiếng kêu sắc bén, hoàng hoàng đại trướng áp lực khắp bốn phương tám hướng đè xuống không một chút dấu hiệu nào trên bầu trời đột nhiên xuất hiện dài bầu trời nho nhỏ phát ra ánh sáng màu vàng tràn ngập khắp không trung địa quyền cường giả sao ba bóng người nhỏ bé bay xuống nhanh như tia chớp tạo thành một hình tam giác nhắm thẳng vào đường lão gia tử mỗi một người đều có khăn che mặt và chỉ lộ một đôi mắt toát ra ánh sáng màu vàng rực các cao thủ của đường phủ đồng thời hô lớn một nhóm người liều chết lao đến ngăn cản nhưng mà đáng tiếc thực lực của bọn họ không thể nào ngăn cản bước chân của địa quyền cao thủ được. Đường lão gia tử cười lại một tiếng quát, bọn chuột nhắc. Hàm râu bạc trắng tung bay, đột nhiên cả người phát ra ánh sáng màu vàng đất, che chở cho tầng hổ đang ở phía sau. Ý đồ giết người diệt khẩu của đối phương quá rõ ràng, nhưng bây giờ tầng hổ chính là con đường duy nhất có thể tìm được quyền đan, thì há có thể cho đối phương thực hiện ý đồ dễ dàng như vậy. Vô luận là thế nào đi nữa, hắn phải cản lại, không thể để cho bọn họ làm tổn thương đến tính mạng của Tần Hổ. Chỉ có thể bảo vệ được tính mạng của Tần Hổ mới có thể tìm ra được người đứng phía sau. Tìm về được quyền đan mới có thể xây dựng một đường gia trăm năm không suy yếu. Đường dạng lý lấy thực lực của bản thân ngăn cản ba cao thủ đồng cấp, đại khai đại hợp, chỉ công không thủ, giống như một con hổ điên. Những người này chỉ giết một mình Tần Hổ thì cũng không có gì đáng nói. Nhưng mà nếu giết đường lão gia tử thì thiên hương đế quốc coi như xong rồi. Hậu quả này không một ai có thể gánh chịu nổi. Chính vì thế, đường lão gia tử không hề sợ hãi lấy lực lượng của mình ngăn cản ba địa quyền cương giả cung cấp. Bốn người chém giết thành một đoàn, khắp sân đều tràn ngập bóng người, bụi mù bốc lên bốn phía. Hai gã cao thủ địa quyền khác của đường lão gia tử sợ gia chủ có vấn đề gì liền gia nhập cuộc chiến sáu đại cao thủ đối diện với nhau như vậy thì không một cao thủ dưới địa quyền nào có thể tiến vào dẫn tần hổ đi trước đường lão gia tử hét lớn một tiếng đúng lúc này có một đạo lam quan nhạc thoáng hiện thật là ưu nhã một người bận đồ trắng bịt mặt nhẹ nhàng nhảy lại đây một bộ toàn màu trắng ở trong đêm có vẻ rất nổi bật cử chỉ tiêu sái giống như đang đi dạo nhưng mà tốc độ lại nhanh đến cực điểm làm quàng chợt hiện lập tức là âm thanh thảm thiết vang lên khắp bốn phía đầu có bốn vị đường chủ bắt thành bàn bể nát đậu hũ văng tung tóe thân thể chậm rãi ngã xuống đất thiên quyền sơ giai thiên quyền cao thủ sao hai trăm cao thủ của đường gia lao đến tạo thành một tầng phòng ngự nhưng mà người kia lại có vẻ như không hề nhìn thấy thân thể nhảy lên cao di chuyển về phía trước ba bốn trượng giống như bay làm quan chợt hiện ra khiến cho tần tiểu bảo nằm trên mặt đất chỉ kịp kêu lên một tiếng đau đớn ngực bụng bị một quyền cách không này đánh nát đường vạn lý lão gia tử kêu lớn một tiếng xoay người lại nên đón người bận áo trắng kia ánh mắt người đó chợt hiện ra một tia khinh thường làm quan tăng giọt đôi bàn tay của hắn cùng đối chưởng với đường vạn lý khiến cho đường lão gia tử kêu một tiếng đau đớn bộ râu bạc trắng rung động liên tục lùi về phía sau người bận áo trắng ấy xoay một dòng lùi về sau những cao thủ xung quanh đều bị quyền khí ngăn cản ở ngoài ba thước không thể tiến gần hắn người đó không quay đầu lại đánh ra một chưởng rất bình tĩnh sau lưng của hắn chính là tần hổ khóe mắt của tần hổ bắn ra một tia máu tươi hét lớn tốt thật là tàn nhẫn đường lão hầu gia hắn chính là nói đến đây đột nhiên dừng lại hét thảm một tiếng thân thể nằm sát mặt đất như là một đống thịt không xương. Khắp cơ thể của hắn không còn một khối xương nào còn nguyên vẹn. Người bằng áo trắng kia cười khẽ mấy tiếng rồi quát nhẹ. Đi! Làm quàng lỏng lánh, lao ra ngoài, kinh khí quan thân khiến cho những cao thủ của đường phủ vội vàng lui về phía sau. Thân thể chợt lóe một cái, đã nhảy lên bức tượng. Hoàng quang, lam quang chợt lóe, bốn người đồng thời nhảy qua khỏi tường cao, chỉ nhảy mắt thôi, ba tên địa quyền cao thủ đã biến mất nhưng mà người bận đồ trắng kia vẫn đứng trên tượng. Tà áo trắng bay phất phơ phát ra tiếng phần phật, xa xa chắp tay âm thanh nho nhã. Đường lão hầu gia hôm nay đắc tội chỉ là do bất đắc dĩ thôi, núi cao sông dài mà, sau này có cơ hội sẽ gặp lại. Một tiếng cười dài vang lên, thân thể của hắn nhẹ nhàng bay lên, làm quang chợt lóe một cái, bầu trời đã trở về với đêm đen huyền bí. Lão gia tử bưng ngực tức giận hừ dài tiếng, hắn có thể cảm giác được thực lực của người kia rất cao. Khi mà giao thủ với mình cũng đã hạ thủ lưu tình rồi. Nếu không thì chỉ bằng một chưởng kia thôi cũng có thể đánh mình bị nội thương thật nặng. Nhưng chỉ vậy thôi cũng khiến cho đường lão gia tử tức giận phát run Nhìn thi thể hai cha con của tần hổ bắt thành Bang cùng với thi thể dở đầu của bốn vị đường chủ kia mà trong lòng của đường lão gia tử nguội lạnh một tia hy vọng cuối cùng hoàn toàn biến mất. Thiên quyền cường giả như vậy vốn nên ở trong nhà mình chứ thật sự không cam lòng chút nào thật là vất giả, mới tìm được đầu mối nhưng đến khi sắp thành công lại bị người khác ở ngay trước mặt của mình giết người diệt khẩu hơn 200 cao thủ mạnh nhất của đường gia tập trung tại đây chỉ có thể trơ mắt nhìn mà còn nhận thấy một phần nhân tình sỉ nhục khi mà đối phương hạ thủ lưu tình nữa chứ có thể chịu đựng nổi sao nhìn đường lão gia tử tức giận thở phì phò kia mọi người chung quanh đều xấu hổ cúi đầu. Nhưng mà vào lúc này, một âm thanh hùng tráng giang vọng từ xa xa truyền đến giống như những cơn sóng lớn ngập trời đang cuồn cuộn kéo đến, giống như tiếng sấm từ chân trời. Âm thanh này có vẻ thông thả, nhưng có khí thế quanh tảo càng khôn, đánh nát phong dân chậm rãi truyền đến. Theo âm thanh này vang lên, cả thiên địa giống như tiêu điều sơ sát. Ngay cả bóng đêm này cũng đột nhiên trầm trọng hơn rất nhiều. Theo thời gian trôi qua, âm thanh đột ngột ấy không chút nào dừng lại mà ngày càng dông vọng đến cuối cùng gian vọng khắp bốn phương tám hướng của thiên hương thành. Theo tần suất nặng nề ban đầu ấy phát triển dần dần, cuối cùng trở nên một cơn hồng thủy gian vọng khắp thiên địa. Đây là lôi thần chiến cổ, là khúc nhạc giết chóc. Tiếng trống rung trời này lại chính là mồi lửa cho chiến tranh khổng lồ. Tụ tướng cổ, yên lặng 10 năm hôm nay lệnh triệu tập cao nhất của thiên hương đế quốc đột nhiên vang lên không chút báo hiệu nào dưới màn đêm tĩnh lặng này một khi mà tụ tướng cổ vang lên đều có ý nghĩa hài cốt chất thành núi máu chảy thành biển thiên quân dạng mạ chém giết vô số sinh mạng rơi rụng cùng ý nghĩa cũng có một lượng lớn dũng sĩ nhắm mắt là vĩnh viễn cũng có một phần người sống sót bước lên trên núi xương biển máu ấy đạt được địa vị cao vô số binh lính khắp nơi giật mình tỉnh ngủ xoay người đứng lên mặt quân trang thật nhanh ánh mắt của mỗi người đều là ánh mắt thị quyết điên cuồng là tụ tướng cổ của quân đại nguyên soái một vị địa quyền cao thủ của đường gia khiếp sợ kiều lớn mọi người đều hoảng sợ nhìn mặt lẫn nhau chương 69 tuyệt vọng cuồng nộ đường dạng lý trừng mắt há miệng khiếp sợ tiếng trống trận bất ngờ thậm chí khiến cho hắn quên cả nỗi nhục cũng như việc không vui tới cực độ lúc vừa rồi trong đầu của hắn giờ chỉ có một suy nghĩ quân chiến thiên nổi điên rồi lão quá này vì sao mà lại nổi điên chứ mà lại nổi điên vào đúng lúc quân gia suy yếu nhất nữa chứ mọi người lập tức trở về đường già phàm những ai có quan chức có chức thì về trước nhanh chóng thay áo rồi đi báo danh những người còn lại khi mà không có mệnh lệnh của ta không cho phép bước ra cửa nửa bước Đường lão gia tử quyết định thật nhanh, liên tục ra lệnh. Lập tức có hơn 10 người cúi đầu một cái rồi xoay người vội vã chạy nhanh, thậm chí tốc độ của họ còn hơn hẳn tốc độ nhanh nhất của bản thân họ có thể có. Lúc này, tiếng trống vang lên báo hiệu sự nghiêm trọng của tình hình đã tới mức vô cùng nguy hiểm và tất cả mọi người đều không hề hoài nghi, nếu buổi tối hôm nay có một quan quân dám tới trễ thì người đó chỉ có một kết cục, đó là đầu rơi xuống đất vì quân kỵ của quân chiến thiên nghiêm khắc nhất ở thiên hương quốc này. Người có quân lệnh thì dù ngươi là công hầu tướng tá, con em thế gia hay là con phượng cháu rồng đi chăng nữa, tất cả đều giết không tha. Tiếng gió ngựa gấp gáp tựa như thủy triều từ bốn phương tám hướng không ngừng dàn lên, phóng về phía đại giáo trường của trung tâm thành. Người người giáp trụ rực rỡ, vẻ mặt dội dã, roi ngựa trong tay liêu mạng quất liên tục lên thân của chiến mã. Hầu gia, mấy tên bỏ mẹ này xử trí ra sao bây giờ? Một cao thủ của đường phủ chỉ vào những tên còn sót lại của Bắc Thành Bang hỏi. Mang tất cả về rồi từ từ thẩm vấn. Đường lão gia tử mặc dù biết rõ làm như vậy không có hiệu quả gì nhưng mà vẫn hy vọng vào sự tồn tại của cái gọi là dạng nhất. Cùng với tiếng gió ngựa thì trong tất cả các quân doanh ở trong ngoài thành đều không hẹn cùng gian lên tiếng quân hào hùng tráng tất cả binh sĩ khẩn cấp tập hợp duy trì trạng thái chuẩn bị chiến đấu cao nhất chờ chủ quan từ đài kiểm tướng quay về rồi sau đó lập tức xuất phát quân lão gia tử đã điên rồi mà lần này một chút không phải là giả lúc linh mộng công chúa phái hai người đến quân phủ thì sự kiện ám sát đã qua được nửa canh giờ quân lão gia tử đang đọc sách trong thư phòng nụ cười trên khuôn mặt già nua ấy toát lên vẻ hài lòng thằng cháu trai đã biết quay đầu biết cải tà quy chính hơn nữa nhìn sức sống cùng nghị lực kia thì cho dù là tất cả công tử quý tộc của cái thành thiên hương này cũng không bằng một nửa cháu trai của ta mặt thấy quân gia đang trong cảnh suy bại nhưng rồi lại xuất hiện một niềm hy vọng một bước ngoặt lớn như vậy thì hỏi làm sao mà quân lão gia tử không an lòng đằng lúc tâm tình khoan khoái nhất thì lão bạn nhẹ nhàng gõ cửa với vẻ mặt trầm trọng đi vào trong nói linh mộng công chúa phái người đến tìm lão gia báo một số việc quân chiến thiên lập tức cho trường gặp nhưng mà sau khi cái tên thị vệ kia đi vào thì thấy hắn cả người loang lộ vết máu trong lòng của lão gia tử liền nhảy thịt một cái rồi từ vẻ ấp úng của hắn từ cách nói chuyện trái che phải đậy quân lão gia tử càng ngày càng cảm thấy không ổn vẻ mặt già nua của lão càng ngày càng khó coi vẻ mặt đầy vẻ ưu sầu của lão bàng đứng phía sau hắn càng khiến cho quân chiến thiên cảm giác được cái gì. Liên tục ép hỏi thì tên thị vệ kia rốt cục cũng đã nói ra. Thi thể quân tam công tử đã không thấy rồi. Chỉ một câu ngắn ngủi nhưng mà vào tai quân chiến thiên nó trở thành hàng dạng hàng nghìn tiếng sấm nổ ở ngay trên đỉnh đầu. Thân hình khôi ngô của lão lay động vài cái, khuôn mặt trở nên trắng bệch rồi không nói một tiếng ngã xuống phía sau. Trong khoảnh khắc ấy, lão gia tử không ngờ đã không có một hơi thở. Lão bàng kinh hãi nhưng may mắn sớm đã chuẩn bị, tài ấn vào quyệt nhân trung, đồng thời đấm đấm vào lòng ngực của lão mới cứu cho lão gia tỉnh lại. Mà cái tên thị về kia run rẩy quỳ trên mặt đất, một cử động cũng không dám, mặc cho ai nói đến quân mặt tà kia là hoàng khổ thiếu gia, nhưng vẫn có địa vị trong lòng của quân lão gia tử. Vì thế, chỉ cần mình đối ứng một câu không thỏa đáng, thì chỉ một chút thôi là rước lấy quả sát thân rồi. Quân lão gia tử tỉnh lại thì học ra một ngụm máu tươi, sắc mặt khoảnh khắc trở nên vô cùng chán nản, đôi mắt mờ mịt nhưng mà miệng vẫn trầm thấp nói. Đến cùng cũng đã xảy ra chuyện gì, từ từ kể hết cho ta, không được giấu giếm. Giọng nói mặc dù rất thấp nhưng mà lại mang vẻ trầm trọng tựa như là một quả núi đang đè lên vậy. Tên thị vệ kia sớm đã sợ tới mức tái cả mặt, nhưng vẫn kể ra một cách tỉ mỉ. Trong quá trình hắn kể, sắc mặt của quân lão gia tử vẫn rất bình tĩnh, không nói một lời. Chờ cho tên đó nói xong, quân chiến thiên vô lực phật tài nói. Người đi đi. Thị vệ kia như được đại xá, rung rung lui ra. Lúc này hắn mới phát hiện toàn thân của mình đã ướt đẫm mồ hôi. Trong thư phòng, quân chiến thiên nhắm mắt lại. Đầu ngửa lên trời, yết hầu lên xuống không ngừng và trên khóe mắt. Đầy những nếp nhăn ấy chảy ra một giọt lệ già nua. Nếu quân tà vẫn là quân mạc tà như trước kia, vẫn là một tên hoàng khố bất kham, chuyên làm săn làm bậy, thì có xảy ra chuyện như thế, quân lão gia tử ngược lại cũng không khó chịu. Bởi vì lão sớm đã thất vọng về hắn, cho nên giờ có biến thành tuyệt vọng cũng không có gì ghê gớm. Sự suy bại của quân gia đã là một điều tất nhiên, nên cái ngày đó đến sớm hay muộn cũng chẳng tính là gì. Nhưng vấn đề ở chỗ, Quân Chiến Thiên vừa mới chứng kiến thấy cháu của mình có sự thay đổi kinh người, vừa mới thấy được ánh mặt trời ló dạng, vừa mới thấy được niềm vui hy vọng trong lòng đang đầy sự kích động, trong tâm khảm đang ôm ảo tưởng về tương lai của quân gia, thì tình tức bất ngờ này trong khoảnh khắc đã hoàn toàn ném quân lão gia tử vào vực sâu muôn kiếp. Sự tương phản lớn tới như vậy mà quân lão gia tử không nổi điên lên ngay tại đó đã là khá tự chủ rồi. Mạc ta là do báo tin cho linh mộng công chúa mới chết đây là suy đoán đầu tiên của lão gia tử mục tiêu của thích khách là linh mộng công chúa kẻ có lá gan như thế thì trừ ba vị hoàng tử ra chỉ có thế lực đối địch của quốc gia khác mà trước mắt vị trí thái tử vẫn chưa được định đoạt ba vị dương gia vẫn còn đang tranh giành nhau và các quốc gia khác chỉ mong sao bọn họ đánh thành một mớ hỗn độn cho nên vào lúc này địch quốc ngược lại sẽ không làm ra cái loại chuyện quá khích như thế vì vậy ba vị hoàng tử là hiềm nghi lớn nhất đây là suy đoán thứ hai thứ ba công chúa mới là mục tiêu chính mà thích khách muốn ám sát nhưng mà mạc tà đã chết còn công chúa vẫn còn sống điều này có vẻ kỳ quái chẳng lẽ là kẻ thù của mạc tà là kẻ đối đầu lớn nhất của hắn lý gia với mạnh gia hai nhà mời sát thủ rồi cố ý làm ra như vậy Ẩm sát công chúa chỉ là thủ thuật che mắt kẻ khác. Suy đoán thứ ba. Tin Mạc Tà chết, còn công chúa gặp chuyện ngược lại không có gì. Lại cho thấy rằng Mạc Tà mặc dù đưa thư cho công chúa, nhưng mà công chúa hiển nhiên không phải thị vệ theo bảo vệ hắn. Tất cả vũ lực đều tập trung để bảo vệ công chúa, nên Mạc Tà cứ như thế rất dễ dàng bị giết. Đây là suy đoán thứ tư. Quân chiến thiên càng nghĩ, sắc mặt càng âm lãnh, ảnh mắt càng lợi hại sau đó trở nên dữ tợn dựa vào cái gì mà cháu của ta có lòng tốt đưa thư thì lại chết còn đứa con gái đáng chết kia thì lại không chết chứ quân chiến thiên ta thiếu niên đã nhập ngũ cả đời trải qua trăm ngàn trận chiến từ trong trăm vạn xác chết giết ra được một chức vị hiển hách đại công tước không người nào có thể sánh bằng quân chiến thiên ta có ba con trai ba cháu trai hai con trai vì nước hy sinh còn út biến thành một người tàn phế cả đời hai đứa cháu chinh chiến xa trường chết không rõ ràng bây giờ cốt nhục duy nhất không ngờ cũng vì bảo vệ công chúa hoàng tộc mà hy sinh quân gia cả nhà trung liệt không ngờ cứ như vậy mà bị đoàn tuyệt nếu như đã như thế ta còn lưu luyến cái gì nữa dù gì cũng phải kết thúc thì sao không để cho kẻ đối đầu với quân gia ta theo ta kết thúc chứ quân chiến thiên đau thương cười lớn càng cười âm thanh càng lớn, cười đến mức lệ dương đầy mặt. Đột nhiên lão đứng dậy, đôi mắt như lô như điện, mang theo tờ máu đỏ ẩn, rồi nhìn thoáng qua bóng đêm ngoài cửa sổ. Quay đầu, chậm rãi đi đến trước bức quả của dòng thê, đứng một hồi lâu. Mỗi mập mái như muốn nói cái gì đó, nhưng mà cuối cùng vẫn không thể thốt ra. Tài của lão duỗi ra, vuốt ve mấy cái trên hư không, dường như cảm thụ được cái gì đó, mà dường như đó là lời cáo biệt cuối cùng hai mắt của lão hơi nheo lại như là đang kìm nén cái gì đó rồi đột ngột xoay người thảo thành bảo kiếm đầy bụi đã theo mình nhiều năm trên chiến trường xuống thân hình khôi ngô của lão sải bước ra ngoài mái đầu bạc tiêu điều đó kiên quyết không quay lại nữa trong một khắc khi mà quân lão gia tử xoay người hai giọt lệ của lão rơi lách tách xuống mặt đất dở tan trong bức họa treo trên vách tường là một lão phu nhân với khuôn mặt hiền hậu và nụ cười vĩnh viễn không thay đổi với ánh mắt thấu triệt xa xăm trong gió đêm từ cửa sổ thổi vào khiến cho bức họa dao động dữ dội dường như đã không thể trụ lại chương 70 lôi đình dục khởi bàn lão quản gia đưa tay kéo một sợi dây phía sau chiếc ghế của quân chiến thiền tiếng chuồng chói tài vang lên trong đại diện quân gia sau đó lão trầm mặt đi theo sau lão gia tử, khuôn mặt cũng lạnh lùng kiên quyết. Lão bàn cũng đoán được quân chiến thiên tiếp theo muốn làm cái gì, nhưng mà lão vẫn không ngăn cản, chẳng những không ngăn mà lão còn muốn đi theo, không quán, không hối hận. Dưới lầu, một chiếc xe lăn đã lặng lặng ở nơi đó. Quân vô ý ngồi thẳng tắp trên chiếc xe, đôi mày kiếm, cao lại, lộ sát khí ngập trời khi mà nhìn thấy phụ thân đi xuống. Trên khuôn mặt quân vô ý, không chút biểu tình, ánh mắt cùng phụ thân tương đối rồi lại tự quay đầu đi mà không nói một lời nào. Bây giờ đây, mọi thứ đã không cần dùng lời để mà diễn đạt nữa. Hơn 10 nhân ảnh đen tuyền bốn phương tám hướng chạy tới, lặng lặng đứng thành ba hàng sừng sững trong sân. Ánh mắt của bọn hắn bình tĩnh nhìn Quân Chiến Thiên, bất kể Quân Chiến Thiên muốn làm cái gì thì những người này đều sẽ đi theo, đi mãi cho tới khi trở về Âm phủ. Bên trong, những bóng đen tầng tầng lớp lớp ấy có vô số bóng người tựa u linh tụ lại bốn phía, lẳng lặng chờ mệnh lệnh. Lực lượng ngầm của quân gia giờ phút này đã không hề giữ lại, toàn bộ đều đã xúc động. Quân lão gia tử tiến lên với một giọng trầm thấp nói mấy câu. Tiếp sau đó, những bóng đen đột nhiên tựa như thủy triều biến mất, chỉ trong khoảnh khắc đã không còn thấy tung tích. Yên lặng đứng một lúc, đón gió đêm trong lành, hít một hơi thật sâu quân chiến thiên chỉ cảm thấy mình đã hít vào một mùi máu tanh nồng đậm nhập cả vào phế phủ xoay người lên ngựa khuôn mặt của quân chiến thiên như hàng thiết tấm áo choàng đỏ như máu tung bay trong gió đêm những người còn lại đều trầm mặt lên ngựa đuổi theo lão gia tử quân dù ý hai tài dỗ lên tay vịn của chiếc xe lăn bay thẳng lên rồi vững dàng đáp xuống lưng một con ngựa rung dây cương theo gót ngựa của lão gia tử tiếng gió ngựa xa dần, xa dần, rồi cuối cùng cũng không còn nghe thấy nữa. Dày lát, quân bộ đèn đuốc sáng trưng, quân chiến thiên, một thân quân trang ngồi ngay ngắn đại đường. Bên ngoài, 40 chiếc trống trận lớn đồng thời gian lên những tiếng trống trầm thấp. Theo tiếng trống, không ngừng có người với một thân quân trang đội mũ giáp, khoác võ trang hạng nặng phi ngựa đến, đi tới dưới đài điểm tướng những người đó đều xuống ngựa đứng nghiêm thẳng tắp như những cây thương số người càng ngày càng nhiều nhưng mà mọi người đều không nói một lời mà chỉ có nhìn lên quân chiến thiên đang ngồi trên soái dị phía cao cao kia mỗi người bọn họ đều mang theo vẻ cuồng nhiệt vô cùng lão soái đã lâu rất lâu rồi chưa đánh trống tụ tướng những năm tháng chinh chiến kia thật là nhớ nhung tiếng trống dựng dưới đài điểm tướng rất đông tướng quân cung kính đứng đó hai bên hơn 10 chiếc cờ lớn tung bay trong gió, phần phật phần phật tựa như có cả ngàn người đang cùng khóc than. Quân Chiến Thiên đứng dậy lên trên đài điểm tướng, ánh mắt sắc bén đảo qua một lượt hỏi, còn có người nào chưa tới không? Tất cả đã đến đông đủ chờ quân lệnh của lão Nguyên Soái. Mấy trăm người đồng thanh hô to, đồng lòng nhất trí. Tốt, hãy để cho lão phu tối nay làm một đại sự kinh thiên động địa trong đôi mắt sắc bén của quân chiến thiên bắn ra những tia sát khí không hề che giấu. Chúng tướng nghe lệnh, có, trầm châu nam, có, lệnh cho ngươi xoáy lĩnh nhân mã trung tâm, bảo vệ Tây Môn, không có quân lệnh của ta, bất luận kẻ nào không được ra khỏi thành, có hỗn loạn lập tức xuất binh trấn áp. Quân chiến thiên nhấn mạnh vào bốn chữ, bất luận kẻ nào, rõ, quân niệm phong, có, Đông môn do người phụ trách rõ chiến quý thiên có bắc thành môn rõ thiện lâm ngữ có nam môn những người còn lại theo ta mệnh lệnh liên tục được phát ra những người tiến lên nhận lệnh bài đều xoay người lập tức rời đi không có một người nào hỏi nguyên nhân mấy người này đều là bộ hạ cũ của quân chiến thiên cũng là lực lượng quân sự trung kiên của quân gia đối với mệnh lệnh quân chiến thiên chỉ có chấp hành không có hỏi vì sao cho dù là chết nhất là Trầm Châu Nam, Chiến Quý Thiên, Thiện Lâm Ngữ, Quân Niệm Phong, bốn người này là tứ đại chiến tướng đắc lực của quân lão gia tử, cũng là bốn tên cuồng nhân chiến tranh thiết quyết bất tuân. Riêng chỉ đối với mệnh lệnh của quân chiến thiên, bất luận là đúng hay sai đều một mực chấp hành, và họ cũng là lực lượng trung kiên trong tập đoàn quân sự của quân gia hiện nay. Đám tướng quân nhận lệnh rời đi, thần sắc trong mắt của quân chiến thiên lại càng trở nên lạnh lẽo. Mạc tà hãy nhìn già già báo thù cho cháu phàm là những kẻ đã từng đối đầu với cháu phàm là những kẻ hiềm nghi tối nay chúng sẽ đều chôn cùng với cháu khi mà tiếng trống trận vừa mới vang lên đêm khuya trong hoàng cung hoàng đế bệ hạ thiên hương quốc dương hoài vũ cả kinh nằm dậy quát tiếng gì vậy vị hoàng đế đã từng đi chinh chiến xa trường này cảm thấy nguy cơ rất lớn một nguy cơ ngay trong thời thỉnh thế nó giống như là có chuyện kinh thiên động địa gì đó đang phát sinh. Ngoài tẩm cung, một giọng nói thè thẻ vang lên. Bẩm bệ hạ, hình như là tiếng trống trận. Tiếng trống trận sao? Hoàng đế nhướng mày đột nhiên cả kinh. Trống trận? Trống tủ tướng à? Sắc mặt đại biến, hoàng đế xoay người xuống giường. Tiện tay khoát chiếc áo choàng Bên trong chỉ còn nội y bước ra bên ngoài nghe ngóng một hồi càng nghe sắc mặt quán càng trở nên trầm trọng quân chiến thiên hoàng đế vừa nghe đã biết đây là tiếng trống trận của quân chiến thiên ngoại trừ trống tụ tướng của quân chiến thiên ra trong kinh thành không có âm thanh nào hùng tráng thảm thiết như thế cũng chỉ có trống trận của quân chiến thiên mới có thể phô ra quy thế như vậy quy thế đủ để chấn động cả thành thiên hương hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao mà trẫm không biết vậy hoàng đế bình tĩnh chậm rãi hỏi lúc này dù có làm cái gì cũng được, duy chỉ có nóng vội là không thể. chỉ có hỏi chuyện gì xảy ra mới biết được quân chiến thiên vì sao mà đánh trống tụ tướng vào lúc này, và cũng chỉ có vậy mới có thể tìm ra đối sách hóa giải được. nô no, nô no tài không biết. vừa hỏi xong, sáu gã nội thị ở bên người đồng thời quỳ xuống, không người nào dám trả lời. tra bẩm hoàng thượng nô tài nhớ một canh giờ trước linh mộng công chúa có cầu kiến hoàng thượng không biết có chuyện gì phía sau hoàng đế một tên thái giám tuổi độ trung niên cẩn thận tiến lên một bước thè thẻ đáp linh mộng nó có chuyện gì linh mộng luôn luôn nhu thuận nếu không có việc gì lớn căn bản sẽ không quấy rầy trẫm vào giờ này vì sao mà không bẩm báo cho trẫm người nào lớn mặt như vậy chứ dám can dự vào việc này hoàng đế ngay lập tức tìm được điều kỳ quái trong đó. Thái giám kia lắp bắp không nói nổi thành lời, ánh mắt liếc liếc vào trong tẩm cung. Mau, mau truyền linh mộng đến gặp trẫm. Mạnh phi đi ra cho Trẩm. Hoàng đế gầm lên, một mỹ nữ khoác trên mình một tấm lụa mỏng phất phơ đi ra, quy trên mặt đất. Trẫm hỏi người, linh mộng tìm trẫm có gì gì? Người vì sao mà lại không tiếp chứ? Ánh mắt hoàng đế lạnh lẽo không có một chút ấm áp công, công chú nàng nàng nói bị người ám sát nhưng mà nô tỳ thấy nàng cũng không có bị thương lời nói cử chỉ vẫn như thường ngày cho nên nô tỳ đoán là tiểu hài tử này càng quấy thôi hơn nữa bệ hạ ngày khi đó đã ngủ cho nên nô tỳ không dám làm phiền mạnh quý phi thận trọng đáp con gái của trẫm bị người ta ám sát ngươi còn ngăn nó không cho nó gặp người cha của nó là ta không ngờ lại còn cho rằng tiểu hài tử càng quấy nữa chứ ngươi đúng là ái phi tốt của trẫm mà giọng nói của hoàng đế bệ hạ trở nên ôn hòa tựa như hoàn toàn không để ý đến việc đó nhưng mà vị mạnh quý phi đang quỳ trên mặt đất kia thì cả người run rẩy nàng biết nếu hoàng đế bệ hạ dùng giọng điệu này nói chuyện thì nhất định phải có người đầu rơi xuống đất hoàng đế nhẹ nhàng ghé vào bên tai nàng thấp giọng nói biết trước được ngươi cũng không có lá gan như vậy chỉ có điều lão đại nhận lời chuyện của ngươi chắc chắn sẽ không thể làm được và trẫm cũng không để hắn làm đâu mạnh quý phi ngay tức khắc mở to hai mắt nhìn sợ hãi cả người ngồi phịch trên mặt đất dẫn mạnh phi đi tống vào lãnh cung chờ xử lý bất luận kẻ nào không được tiếp xúc hoàng đế rất bình tĩnh tuyên bố vận mệnh của vị mạnh quý phi đã từng trên dạng người này phủ quan linh mộng công chúa vội vàng chạy đến cả mái tóc vẫn có chút rối loạn không cần dỗ giả hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì lại đây kể cho vũ hoàng nghe cẩn thận kể lại đi hoàng đế trông thấy con gái của mình liền hiền lành cười tựa như vừa rồi không có phát sinh chuyện gì ánh mắt thâm hàng cũng đã được thu lại một cách tài tình chương 71 mươi đế dương chi tâm công chúa linh mộng càng kể sắc mặt của hoàng đế càng trở nên nghiêm trọng đôi mắt thỉnh thoảng lại lóe lên nhưng mà từ đầu tới cuối lão chỉ lặng lặng cúi đầu lắng nghe không hề có phản ứng gì chuyện này dù liên quan đến an nguy của chính con gái của lão nhưng mà nghiêm trọng hơn là nó liên quan đến một đại nhân vật một kẻ dù đã lâu không thèm nhúng tay vào thế sự nhưng chỉ cần hắn ra tay hậu quả sẽ lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi đến mức ngay cả đường đường hoàng đế bệ hạ như lão cũng không hề có ý định nếm thử nhi nữ gặp nạn người cha chẳng thèm biết do đã để hết mối bận tâm lên sự sống chết của một tên công tử ăn tàn phá hại chính hiệu. Đây chẳng phải là hoàng quyền lãnh quyết là nỗi bi ai của nhân gian sao chứ? Cuối cùng, Mộng Phi, có phải ngươi vừa nói trước khi vụ ám sát xảy ra tên quân mặt tà đó đã báo cho ngươi biết à? Hắn nói chí ít là ngươi nên cảnh giác một chút có phải không? Hoàng đế trầm tư, thưa phụ hoàng, con cũng không chắc lắm nhưng mà động cơ của hắn đúng là không thể nghi ngờ. Có thể trước đó hắn đã phát hiện ra manh mối gì bất thường chăng? Linh mộng công chúa thấp giọng đáp, ngữ khí cực kỳ kiên định. Manh mối bất thường. Ha, với bản lĩnh và tâm cơ chuột nhắc của thằng nhóc ấy, phát hiện ra được cái gì bất thường chứ? Thôi, bỏ qua chuyện này, nghe nói cuối cùng quân mạc tà được một cao nhân cứu đi, hắn cũng chưa hề tắt thở có đúng không? Nói đến đây, đôi mắt hoàng đế Ánh lên thầm thúy. Bẩm phụ hoàng, đúng thế, công chúa Linh Mộng biết ba từ dạ cô hàng chính là đại cấm kỵ đối với hoàng đế cho nên tuyệt đối không nhắc đến tên của lão. Nhưng mà nàng tin tưởng rằng chẳng có chuyện gì là cha nàng không biết cả. Nếu như vậy, tại sao quân chiến thiên lại phải nổi điên, lại dám ngang nhiên, tự tung tự tác, sử dụng tụ tướng cổ? Hoàng đế bệ hạ trầm ngâm, cháu hắn còn chưa chết, quân gia đâu đã lâm vào bước đường tuyệt tử tuyệt tôn, hành động của hắn thật khiến cho người ta khó hiểu, thật là khó hiểu mà. Lão đứng dậy, chậm rãi đi quanh phòng, ngón tay không ngừng gõ gõ lên trán. Cháu của lão chưa chết, lão bỗng nổi điên. Ồ, không phải, chắc hẳn quân mặt tà còn chưa về đến nhà. Quân Chiến Thiên nghe nói cháu lão gặp nạn, đã đợi mãi mà không thấy, cho nên mới thất thường. Quả ra, ta đã xem thường bọn họ rồi đây phải gọi là một mũi tên bắn trúng mấy con chim mới đúng chứ hoàng đế cười lạnh công chúa linh mộng bỗng sực nhớ ra điều gì đó lập tức khuôn mặt của nàng biến thành trắng bệch nếu sự việc đúng như nàng nghĩ thì hiểu lầm này sẽ đem đến một hậu quả không thể tưởng tượng nổi lúc đó tính mạng quân mặt tạ đâu có gì nguy hiểm tại sao không lập tức phái người tới báo cho quân gia biết mộng nhi ngươi xử lý chuyện này quá cẩu thả rồi Mộng Nhi, ngươi đang nghĩ cái gì vậy? Thấy sắc mặt con gái đại biến, hoàng đế cố gắng nhếch mép, khống chế tâm tình nhưng mà vẫn không giấu nổi vẻ thiếu hài lòng. Con gái của lão xưa này đều điềm tĩnh chính xác. Sao hôm nay thất thố vậy chứ? Chẳng lẽ còn chuyện gì không ổn ở đây nữa? Phụ hoàng, lúc phát hiện thi thể quân mặt tà, không phải là lúc thấy thân thể của hắn, con đã, đã sai người đi báo cho quân lão gia biết. Người báo tin đi rồi con mới phát hiện ra vị lão nhân đã cứu hắn Công chúa Linh Mộng Bộ dáng luốn cuốn lập bắp nói Sau đó thì sao Tin trót báo đã báo rồi Nhưng khi biết hắn còn sống Chẳng lẽ người không cho người đến bổ cứu sao Hoàng đế nhìn đứa con gái Bằng ánh mắt thất vọng Nhưng mà trong đầu xoay chuyển rất nhanh vị lão nhân Chẳng lẽ ngoài dạ cô hàng Còn có người nào khác âm thầm bảo vệ con gái ta Nếu đúng như thế, nếu đúng như thế thì phụ hoàng minh giám tin tức quan trọng như vậy đương nhiên con phải bổ cứu chứ nhưng lúc đó mấy thị vệ bên cạnh con đều bị trọng thương nên đành nhờ mộ dung thiên quân phái người đi làm hộ nếu quân lão công gia đến lúc này mà vẫn chưa biết tin quân mạc tà còn sống vậy thì chỉ có một khả năng thôi không có khả năng gì cả mà chắc chắn mộ dung thiên quân không hề báo tin nếu có báo cũng là tin tử mà thôi hoàng đế khẽ thở dài dữ tợn trên mặt chỉ thoáng hiện ra rồi biến mất lão nhẹ nhàng tiếp thôi không còn chuyện gì nữa ngươi mau đi nghỉ ngơi đi nói xong lão đưa tay vuốt nhẹ mái tóc con gái đầy yêu thương ánh mắt mông lung nhìn vào thâm cung sâu thẳm trong lòng đột nhiên nổi lên cảm giác chán ghét vụ ám sát lần này có điểm kỳ lạ đây đúng là không ngờ được ánh mắt của hoàng đế lóe lên có lẽ đã đến lúc phải tẩy rửa hoàng cung một chút rồi. Dùng máu người mà tẩy rửa không biết sạch sẽ được bao nhiêu đây. Nơi xa xa, tiếng trống trận long chuyển trời đất không còn gian lên nữa, nhưng mà không khí khắp nơi dường như đang có cái gì đè nặng, dường như là đang âm ỉ cuộn trào, chỉ cần một biến động nhỏ cũng lập tức biến thành phong ba bão táp. Quân chiến thiên, hy vọng ngươi đừng đặt trẫm vào tình huống quá khó xử đôi mắt của vị hoàng đế tràn ngập tình cảm đang xen phức tạp lão chắp tay trầm tư nhìn theo bóng con gái đang ngày càng khuất xa đột nhiên mở miệng ảnh tử ngươi ra ngoài xem xét một chút đi chưa đến lúc cấp bách chưa cần ra tay vội nói cho quân chiến thiên biết cháu của hắn còn sống sờ sờ ra đó bảo hắn làm ồn ào một chút cũng không sao nhưng mà đừng có quá phận là được nhân tiện chuyển cho ta cái này à, hay cho nhân tiện hay cho hai chữ nhân tiện lão gia quả này đã phải nín nhịn nhiều năm rồi. Nói xong, hoàng đế bệ hạ cầm bút viết mấy chữ rồi tiện tay đưa về phía sau nói: đi đi. Cơn gió khẽ nổi lên, bóng người lãng đảng như có như không đột nhiên xuất hiện. Tờ giấy trên tay của hoàng đế liền biến mất, chỉ thấy sau đó một cái bóng mơ hồ rút ra khỏi hoàng cung. Để các người phóng tay làm một chút trẫm cũng nhân tiện mượn đao mà thôi. Hoàng đế thấp giọng thì thào, một nét cười sâu xa, thoáng lướt qua mặt. Hoàng đế bệ hạ tin rằng, mình tính toán kỹ càng, không bỏ sót điều gì. Nhưng mà lần này, lão đánh giá quá thấp cơn giận dữ của quân chiến thiên mà lúc này, lão mới phái người đi, hình như cũng đã quá muộn. Người đâu, mau truyền đọc cô vô địch đại tướng quân đến đây cho ta. Hoàng đế lớn tiếng quá. <laughs> Cứ như vậy, lần này mang thế cục quấy cho rối tinh lên xem sao, kẻ thông minh biết thời thế sẽ nằm im chờ đợi, kẻ ngu ngốc không nghĩ ra sẽ bị thải loại, không có tư cách tiếp tục tồn tại. Không phải ta không cho các ngươi tranh đấu, kẻ có thể tồn tại trong tranh đấu mới đích thực là kẻ mạnh, nhưng mà tranh đấu cũng phải có chừng mực của tranh đấu, nhưng nếu dám vượt qua giới hạn, tất sẽ lâm vào cảnh dạng kiếp bất phục. Công chúa Linh Mộng cáo từ hoàng đế ra về khi đi tới tẩm cung của mình mới đột nhiên nhớ ra trong suốt câu chuyện mà nàng và người cha đã nói với nhau lão chỉ một mực hỏi về quân mạc tà một mực để tâm đến quân gia còn đối với chuyện của nàng đứa con gái ruột thịt bị người ta ám sát thì lão người cha mà nàng luôn kính yêu sâu sắc một lời cũng không hỏi tới một câu quan tâm cũng không có tại sao chẳng lẽ trong tâm phụ hoàng một vụ ám sát trùng trùng bí ẩn vụ ám sát một vị công chúa vụ ám sát có thể liên quan đến rất nhiều nhân vật của hoàng thất lại không quan trọng bằng quân gia sao hay là phụ hoàng tránh né không muốn chạm đến cái gì đó hay là nghĩ đến ánh mắt thâm thúy của hoàng đế công chúa linh mộng đột nhiên run rẩy nàng vô thức đưa tay lên ngực vô thức vuốt ve thanh tiểu đao tinh xảo thanh tiểu đao chỉ dài bằng độ nửa bàn tay công công tự nhiên đầy hoàng mỹ, mỏng như cánh ve, cả ba thành xếp chung một chỗ vẫn có cảm giác mỏng manh. May mà ta có giả thúc thúc bảo vệ, có vị thần bí cường giả kia. Nàng quả thật rất hiếu kỳ, tại sao thanh đao nhỏ bé mỏng manh đó lại có thể phát ra một quy lực khủng bố đến như vậy? Tại sao có thể khiến cho một đám sát thủ giết người không ghê tai, ngoan ngoãn chấp nhận chưa chiến đạt chuột? Ngọn phi đao vẫn im lặng nằm đó, dưới ánh đèn, thân đào phát ra ánh sáng muôn hồng ngàn tía, mỹ lệ vô cùng. Nhìn bề ngoài, ai chẳng bảo đây là món đồ chơi xinh đẹp của lũ trẻ nhà phú quý. Liệu có ai nghĩ tới chúng là vũ khí trí mạng của một vị tuyệt thế cường giả chăng? Chỉ cần loại phi đao này xuất hiện trước mặt ta một lần nữa, ta chắc chắn sẽ lập tức nhận ra. Công chúa Linh Mộng nghĩ thầm, trong lòng tò mò vô hạn. Không biết vị tuyệt thế thần bí cường giả này rốt cuộc là ai mà có thể khiến cho cả giả thúc thúc cũng phải khâm phục khôn cùng. Các bạn vừa nghe xong tập 12. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.